Làm người phải biết nhường nhịn một chút. Kêu tôi nhường nhịn? Cái người mà đã hại mẹ tôi suốt đời. Chú nói cho cháu biết nha, đời giống như là một đồng tiền, một bên là hình, một bên là chữ. Cháu đừng có nhìn chỉ có một phía mà thôi. Tuy rằng cha của cháu không tốt, nhưng mà có một thời đã làm cho mẹ cháu vui vẻ hạnh phúc. Nếu mà ông vô tình vô nghĩa thì giờ phút này không bao giờ tới đây thăm bà ta đâu. Chuyện đời không có người nào đúng, người nào sai hoàn toàn đâu. Tóm lại chuyện gì cũng hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý, không có trái với lương tâm là được rồi. Từ đầu tới cuối chỉ có cháu là thằng cha của cháu, cho nên kéo luôn mẹ của cháu về với cháu. Làm con cái kiểu gì vậy? Mẹ của cháu chỉ có một người nhận duy nhất, là muốn cha con của cháu hòa thuận với nhau. Nhưng cháu lại cứng đầu cứng cổ, như vậy cũng không có chịu má cháu được sao? Hả? Cháu làm như vậy có hổ thẹn với má của cháu hay không?